chào tất cả toàn thể thầy cô giáo cũng như là các bạn học viên tại hệ thống đào tạo MGK ngày hôm nay đang có mặt tại hội trường của hệ thống đào tạo MGK. Thì ngày hôm nay hàng tháng hệ thống đào tạo MGK đều có những buổi lễ khai giảng cũng như là tốt nghiệp dành cho những bạn mà sau một thời gian chúng ta đã học tập tại MGK. Thì ngày hôm nay tham dự lễ, cô xin giới thiệu sự có mặt của Tổng Giám đốc Hệ thống Đào tạo MGK là cô Trương Diệu Thục. Tiếp đó là cô giáo Phương Sâm Phương Nguyễn. Cô giáo Phương Sâm Trần Thị Xuân Khang. Và cô phòng giáo vụ là cô Lê Thị Vân. Và cô là cô Duy, chắc các bạn cũng có lẽ biết rồi, cô không cần phải giới thiệu nhiều. Thì trước khi chúng ta đến cái giây phút rất là quan trọng, đó là các bạn sẽ nhận được cái bằng giống như là một cái thành tích mà chúng ta đã đạt được trong cái quá trình các bạn học. Thì cô xin mời cô Trương Diệu Thu sẽ có đôi lời gửi đến các bạn trước khi mà chúng ta bước ra khỏi môi trường này và các bạn tiếp tục chọn cho mình một con đường và một sự nghiệp vững chắc. Xin mời chị ạ. Rồi, xin gửi lời chào đến tất cả các em. Xin gửi lời chào, các em có khỏe không? Dạ. Sáng nay ăn sáng chưa? Dạ được. Ăn no chưa? Dạ được. Có bạn nào cho cô hỏi lần đầu, lần thứ hai mặc bộ đồ tốt nghiệp này không, cho tay cô xem. Ồ, cảm giác như thế nào nếu hôm nay mặc lại? Cảm giác có xúc động như ngày đầu mặc không? Rồi, bởi vì sáng nay là hôm qua cô cũng có nghe một số học viên nói rằng là em rất là mong muốn được mặc bộ đồ tốt nghiệp này. Đó, bởi vì đây là đánh dấu một cái quãng đường các em kết thúc một cái khóa học, đúng nào, và chuẩn bị để ra. Và đây là một cái nghề mới, đúng không? Một cái nghề mà các em đã quyết định lựa chọn. Và các em sẽ ra trường. Và đặc biệt là các em biết thời điểm bây giờ là đang là mùa hot của ngành thẩm mỹ không? Tầm này từ đây đến Tết này rất là hot và rất là đắt khách. Và đây là mùa người ta sẽ đi làm đẹp rất là nhiều. Và đây là thời điểm các em tốt nghiệp, các em ra trường làm và sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Mình gọi là kiếm tiền để tiêu Tết đấy. Rồi thì cho cô hỏi thêm một xíu nữa là ở đây có bạn nào vừa học phun xăm vừa học da không? Có không? Có bạn nào vừa tốt nghiệp hai khóa không? À có, vừa học tại hai khóa luôn. Rồi, thì cô hỏi một chút là có bạn nào học xong ở đây thì về mở tiệm ngay luôn không? Như cô ta cho xem. Em mở luôn không? Dạ không, cô em có sẵn rồi. À, có sẵn rồi, về là mở tiệm và kiếm tiền luôn đúng không? Dạ. Rồi, thì hôm nay là một ngày rất là trọng đại để các em tốt nghiệp. Cũng có một số bạn là chuẩn bị tốt nghiệp nữa. Và cứ định kỳ một tháng thì nhà trường tổ chức một cái khóa như vậy. Thì cô cũng muốn có một cái đôi lời chia sẻ, bởi vì đây là một cái nghề mà gọi là nghề hiện nay đang coi là một cái nghề rất là hot. Đó, các em tin rằng là ra trường các em sẽ được nhận, đặc biệt là khi các em tốt nghiệp ở tại MGK. Và hôm nay thì cô cũng muốn mời có một số bạn đã tốt nghiệp rồi và đã được nhận lại ở đây làm, đã có lương và có thưởng nữa rồi. À, có những ngày được thưởng 200, có những ngày được thưởng 500, đây gọi là thưởng nóng. Đó, thì hôm nay cô cũng sẽ mời các bạn lên để chia sẻ về bài cảm nhận. Vì là đi làm mà nhận được đồng lương đầu tiên có vui không các em? Đi làm mà nhận lương có vui không? À vui, rất là vui, mà lại được nhận thưởng thì có vui hơn không? Người ta nói là một đồng tiền lương không bằng 100 đồng, à một đồng tiền thưởng không bằng 100 đồng tiền lương. Đó, và ở đây có những bạn là làm không cần tiền lương, chỉ cần tiền thưởng thôi là cũng đã rất là giàu rồi. Thì bây giờ cô sẽ mời đại diện đi ha. Ở đây có đầu tiên cô mời Trăm lên, với Trăm lên đây để chia sẻ cho cả lớp nghe cảm giác của một người vừa tốt nghiệp xong là em cũng thích
của bạn Trong, một học viên vừa mới ra trường và mới được nhận làm chưa được một tháng, thì bạn được thưởng 200, tức là doanh số đạt 5 triệu một ngày. Tức là bạn tư vấn khách hàng mỗi lần một ngày được 5 triệu thì bạn được thưởng 200, còn nếu 10 triệu bạn được thưởng 500. Đấy, và bạn đang phấn đấu lên mức 10 triệu một ngày. Rồi, bây giờ cô sẽ mời một bạn khác nữa nha, mời Diễm Quỳnh đi. Xin mời bạn, người cho Quỳnh một tràng pháo tay, lần này là không bắt cóc nha. Thì hôm nay là cái ngày tốt nghiệp, thì cô cũng chúc các em
thật sự thành công hơn nữa. Và hãy luôn nhớ MGK vẫn là ngôi trường và ngôi nhà thứ hai, để khi có những khó khăn gì các em hãy cứ liên hệ với các cô giáo ở đây, thì các cô vẫn sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn các em. Rồi, xin cảm ơn và chúc các em thành công hơn nữa nha. Rất cảm ơn sự chia sẻ của cô Thu dành cho các bạn khi mà chúng ta tốt nghiệp ngày hôm nay. Thì cô cũng có đôi lời gửi đến các bạn. Rất có lẽ là thời gian vừa qua khi mà chúng ta học tại MGK thì các bạn cũng có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Nhưng mà khi mà gặp nhau thì cũng là một cái duyên. Nhưng mà cũng tới lúc chúng ta cũng phải tạm chia tay nhau để mỗi người có một cái hướng đi riêng, có một công việc ổn định cho tương lai của mình. Thì cô xin chúc các bạn là sau khi chúng ta tốt nghiệp tại MGK thì các bạn sẽ có được một công việc ổn định và sẽ chọn cho mình một cái hướng đi thành công nhiều hơn nữa ha. Tiếp theo là đến một cái chương trình gọi là chúng ta đang chờ đợi từ sáng tới giờ. Cô xin đọc cái quyết định tốt nghiệp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ khóa kỹ thuật viên chăm sóc da và phun xăm tại hệ thống đào tạo quốc tế MGK, công ty cổ phần đào tạo và truyền thông quốc tế MGK. Căn cứ kết quả học tập trong tháng 8/2020 đến tháng 11/2020 của học viên các khóa tuyển sinh 2020 và đề nghị của phòng đào tạo, căn cứ biên bản họp hội đồng xét duyệt học tập ngày 10/11/2020 của hội đồng chuyên môn nhà trường theo đề nghị của trưởng phòng đào tạo, quyết định điều 1 công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ cho học viên khóa kỹ thuật viên chăm sóc da và phun xăm, danh sách kèm theo. Điều 2, các ông bà chánh văn phòng, trưởng phòng đào tạo và các học viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này. Thì sau đây cô xin mời cô Diệu Thu sẽ trao bằng và hoa cho các bạn tốt nghiệp. Thì trước tiên cô sẽ mời danh sách bạn nào thì bạn đó chúng ta lên nha. Rồi cô mời các bạn lớp da lên trước nha. Bạn Cao Thị Thu Thảo. Bạn cho chàng hóa tay đi. Oh my.
Hồng Loan ca 41. Cô xin mời bạn Đỗ Thị Thanh Diện. Rồi tiếp theo cô mời bạn Huỳnh Thị Ngọc Trinh. Của lớp chăm sóc da đó là bạn Trần Thị Kim. Rồi tiếp theo cô mời Phan Thị Quỳnh Phương ca. Thầy cô, nhưng mà cô Phương á, khi em về làm bài á, thì khi thắc mắc cái gì nhỉ?
lời cho tụi em biết. Dạ, khi mới vào lớp thì còn bỡ ngỡ, không dám làm quen với các bạn. Thì chính cô Phương là một người thầy tận tình tận tâm, lôi kéo tụi em cả lớp lại với nhau rất là hòa đồng. Thấy cái lớp của mình học rất là may mắn khi được cô Phương là một người thầy tận tình tận tâm dạy cho tụi em từ ly từ tí. Em rất cảm ơn lớp và cảm ơn trường, cảm ơn cô Phương. Thank you.